Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chia sẻ với nhau một cái nội dung liên quan đến dự toán xây dựng công trình đó nè. Thì cái nội dung ngày hôm nay là hướng dẫn cho các anh chị cái cách để mà chúng ta áp dụng những cái mã định mức mà trong đó nó có ghi chiều cao đó nè. Thế thì trong cái bộ định mức thì có những mã nó có chiều cao và có những mã không. Vậy thì chúng ta áp dụng như thế nào đối với những cái mã mà nó có ghi chiều cao đó nè? Chúng ta hiểu rằng là cái chiều cao trong định mức chính là cái chiều cao của công trình đó, tính từ cái cos 0,0 đến cái cao độ thiết kế. Thì khi mà chúng ta áp dụng, ví dụ như căn nhà của các anh chị, tôi nói ví dụ như một căn nhà phố đi, cao khoảng tầm 13 mét rưỡi, thì chúng ta phải áp dụng những cái mã có chiều cao là nhỏ hơn hoặc bằng 28 mét đó, chứ không phải là chúng ta áp dụng là ví dụ như tầng 1, tầng 2 các anh chị áp dụng cho cái mã nhỏ hơn bằng 6 mét, còn các tầng còn lại là các anh chị áp dụng cho cái mã nhỏ hơn bằng 28 mét, đó là nó không phù hợp với cái định mức. Đó. Cái điều này thì các anh chị đọc kỹ trong cái phần thuyết minh định mức thì người ta cũng có đề cập, nhưng mà cái từ ngữ nó hơi khó hiểu quá nè. Thì chúng ta hiểu ngắn gọn là cái chiều cao trong các cái mã định mức đó chính là cái chiều cao của công trình. Và ví dụ như tôi nói là 13 mét rưỡi thì chúng ta phải áp dụng là toàn bộ các công tác liên quan đến chiều cao là chúng ta áp dụng là nhỏ hơn hoặc bằng 28 mét. Đó. Thì mọi người lưu ý, và thực tế là gì? Khi áp dụng ra ngoài thực tế thì cũng có rất là nhiều các hồ sơ dự toán vẫn áp dụng như cái cách tôi vừa nói, tức là vừa chia ra, tức là tầng 1, tầng 2 áp dụng 6 mét, nhỏ bằng 6 mét, rồi các tầng còn lại. Đó. Tại sao như người ta có cỡ cả những cái dự án vốn gọi là vốn của các tổ chức chính trị sự sự nghiệp nhưng mà người ta vẫn áp dụng như vậy và chủ đầu tư vẫn đồng ý? Bởi vì là khi áp dụng như vậy thì nó lại lợi cho chủ đầu tư đó, lợi cho chủ đầu tư, cho nên là nó không có gây thất thoát. Cơ bản là khi mà áp dụng nó sai nhưng mà nó không gây thất thoát đó. Nhưng mà nhiều lúc nó sẽ có gặp cái khó khăn cho cái công tác lựa chọn đấu thầu sau này. Nhiều lúc cái giá nó thấp quá mà lựa chọn nhà thầu nó không ra chẳng hạn, cái công tác tổ chức đấu thầu nó kéo dài thời gian. Nhưng mà thực tế là gì? Tại vì sao? Bởi vì khi các nhà thầu báo giá cái giữa cái sự chênh lệch nhỏ bằng 6 mét và nhỏ bằng 28 mét, cái chi phí nó không có nhiều và có thể ông bù qua những cái công tác khác. Vì trong cái định mức thì có những cái công thực tế là gì, nó có những cái công tác hiện nay cái chi phí nó rất là cao và có những công tác là cái chi phí nó quá thấp so với cái thị trường ở bên ngoài đó, cho nên các nhà thầu thường hay báo giá là người ta có thể người ta bù qua xếp lại phân nào, cho nên người ta mới đồng ý đó, làm theo cái định mức đó. Chứ còn có những đơn vị là họ buộc phải đề xuất lại một cái đơn giá mới đó, cho nó phù hợp với cái thực tế, tại vì có những cái mã là tôi nói là nó thấp hơn nhiều so với cái thực tế hiện nay đó. Cho nên là mọi người lưu ý với nè. Thế thì tóm lại là gì? Đối với những cái mã định mức ghi trong chiều cao thì chúng ta hiểu rằng đó là cái chiều cao công trình và áp dụng cho toàn bộ tất cả các công tác liên quan đến chiều cao. Thế thì ở đây nó có một cái cũng khá là hay, tức là thế thì những cái công tác mà nó nằm ở dưới cốt 0,0 thì chúng ta áp dụng ở cái mã định mức nào hết nè? Ở những cái cốt công công dưới cốt công công, ví dụ như tầng hầm hay là móng rồi đó, thì chúng ta áp dụng như thế nào? Xây tường tầng hầm đi đó. Thì cái điều này á, thực tế là gì, có một số đơn vị tư vấn á, họ vẫn áp dụng lấy những cái mã có cái chiều cao nhỏ bằng 6 mét để họ áp dụng cho những cái công tác mà nó liên quan dưới cái cốt công công, ví dụ như công tác xây tường tầng hầm đi. Xây tường tầng hầm thì nó nằm ở dưới cốt công công đó, thì chúng ta áp dụng mọi người đề xuất là sử dụng cái công tác gọi là nhỏ bằng 6 mét. Tuy nhiên thì về mặt cơ sở pháp lý ấy, thì chúng ta đọc trong các cái quy định ấy, thì người ta không có đề cập tới cái vụ này. Không có đề cập là dưới cốt 0,0 là ông áp dụng với cái mã định mức là nhỏ bằng 6 mét, thì không có đề cập. Cho nên là khi chúng ta áp dụng những cái trường hợp đó thì lại nó lại áp dụng là chúng ta phải xem tới cái điều kiện thi công ở đó như thế nào để chúng ta đề xuất một cái mã
nó phù hợp với cái điều kiện thực tế thi công. Cỡ cả những trường hợp gọi là nó không có thì vẫn đề xuất những cái gọi là những cái mã định định mức mới nữa nè, đề xuất một cái mã định mức mới để cho nó phù hợp, chứ không có quy định nữa nè. Thực tế là không có quy định là những cái code, những cái công tác nằm dưới code 00 là áp dụng cho những cái công tác sử dụng những cái công tác có chiều cao nhân bằng 6 mét, đó là nó không có cơ sở về mặt pháp lý. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể căn cứ vào thực tế để chúng ta áp dụng những cái mã nó tương tự và nó có mức chi phí phù hợp nhất để cho đúng với cái điều kiện thực tế thi công. Ok, thì cái nội dung chia sẻ cho anh em như vậy thì hy vọng rằng nó sẽ mang lại giá trị hữu ích cho một số anh em nào đó đang làm cái mảng lĩnh vực gọi là dự toán xây dựng. Thì cái này thì thực ra thì các anh chị search cái chủ đề này trên 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 Google thì cũng sẽ gặp rất là nhiều, là tức là bộ xây dựng cũng trả lời rất là nhiều câu hỏi của các anh chị gửi về mà mình chúng ta đọc để chúng ta nắm thêm thông tin. Ok, cảm ơn cả nhà. Anh chị nào chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu anh chị nào mà quan tâm hơn thì có thể đăng ký nhấn vào cái nút tham gia cái gói hội viên nè, hội viên cà phê để chúng ta tham gia và được những cái chế độ tốt hơn, là chăm sóc tốt hơn. Ví dụ như các anh chị có thể đặt câu hỏi thì tôi có thể sẽ cố gắng trả lời nó được ưu tiên hơn. Ok, cảm ơn cả nhà nhé.